Và ngay sau đây, trong lúc mà cô dâu và chú rể ra muốn trao tận tay những món quà này tới các quý vị của chúng ta, thì có một bài hát mà cô dâu Vương Linh muốn gửi tới đặc biệt là những người bạn tại V-School, nơi mà cô Vương Linh đang công tác. Một ca khúc đầu tay mà V-School biết đến với ca khúc mà của cô Vương Linh. Lời chia tay để cô Vương Linh sánh bước cùng chú rể Thanh Tùng trên phương trời xa đất nước Mỹ, được không ạ? Chúng ta có thể cùng hát ca khúc Những Bàn Tay Kỳ Diệu để cùng chúc phúc và tạm nói lời chia tay để cô dâu Vương Linh sánh vai cùng chú rể Thanh Tùng về đất nước xa xôi, đất nước Mỹ, và cũng mong chờ một ngày gần nhất sẽ quay trở lại cùng chúng ta. Xin mời ca khúc Những Bàn Tay Kỳ Diệu. Và anh hãy nắm lấy đôi tay của Vương Linh, và chẳng có lời gì hơn
chúng em mong rằng là hai vợ chồng sẽ luôn luôn hạnh phúc bên nhau, đi trên con đường của mình gặp thật nhiều niềm vui để cảm nhận những điều hạnh phúc nhất xung quanh mình, và những người bạn luôn luôn đồng hành và luôn luôn dõi theo. Và em chỉ nói vậy thôi ạ. Em nhớ những điều em nói ngay cho nhiều người. Vâng, và có lẽ là ngay bây giờ thì điều mình muốn nói, cũng như là mình nghĩ là tất cả mọi người ở VinSchool ngày hôm nay có thể là đến được đây và cũng có thể là những người bận không đến được đây, thì muốn nói rằng là chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ về Vương Linh, luôn luôn nhớ về giám đốc sáng tạo của chúng tôi, kể cả những ca khúc và tất cả những gì ghi dấu của Vương Linh tại VinSchool chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ, và một ngày nào đó chúng tôi mong rằng Vương Linh có thể quay trở lại cùng chúng tôi. Tôi là đồng nghiệp và cũng là người chị của Vương Linh. Tôi nhớ Vương Linh và tôi nhớ một câu. Hôm nay tôi muốn gửi một câu đến tất cả mọi người. Đó là: lặng yên nhé, sẽ thấy cây cỏ luôn sống ở đây. Hát ru tình ca cho khu vườn xưa. Đó là tác phẩm của Vương Linh đã tặng cho tất cả chúng tôi. Và khi bạn đi thì tôi sẽ nhớ tất cả tình cảm của bạn để lại cho trường VinSchool và cho trong lòng tất cả chúng tôi. Chúc bạn cùng chồng của mình hạnh phúc. Vâng ạ, xin chúc mừng chú rể. Cô dâu đây cơ mà. Về chúng ta nhường lại cô dâu cho chú rể đi ạ. Vâng ạ, chúng ta hơn mọi người rất nhiều ạ.